Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Hòa. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng với kênh chúng tôi nghe bài viết Mai này đều bước theo gương đàn anh của tác giả Hồng Ngọc Đoàn. Thế là đã hơn 50 năm, hơn nửa thế kỷ kể từ ngày 26 tháng 6 năm 1961. Ngày mà những học sinh bé tí teo và chưa có gì như tôi bắt đầu cuộc sống mới tại trường thiếu sinh quân. Cuộc sống nội trú của những đứa trẻ 12-13 tuổi hoặc lớn hơn một chút. Nếu lỡ mà lạng hoạn, cán bộ cho ăn roi mây hay bị phạt là chuyện bình thường. Ngày đi học xa, chỉ có ba tôi chở tôi đến trại Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Tôi nhìn thấy ba tôi lấy khăn chậm nước mắt, còn tôi thì vô tư. Chúng tôi, những người ở Sài Gòn, được ưu tiên chở ra trường trước. Con đường từ Sài Gòn ra Dũng Tàu, thở ấy rất ít xe, trống vắng ở nhiều đoạn. Hai bên đường, cây cối rậm rạp, và chiếc xe chở hành khách. Một số xe quân sự chạy lên chạy xuống, còn lại duy nhất đoàn xe của chúng tôi với vài chiếc GMC. Trường thiếu sinh quân có ba dãy lầu lớn, đẹp nguy nga như ba tòa lâu đài, nằm sừng sững dưới chân núi lớn thật hùng dĩ. Cả một thảm cây xanh phủ hết bề mặt núi từ chân lên tới đỉnh. Tôi mơ được đặt chân lên đến đỉnh. Nếu lên đến đỉnh, không biết gió có thổi tôi ra biển. Mùa này các thiếu sinh quân đang nghỉ hè. Chúng tôi, những con ma mới, vừa đến trường. Trong cảnh trống vắng, lại thêm cơn mưa chiều mùa hạ, vừa mới dứt hạt mùi đất mới xông lên hòa lẫn không khí lạnh đứa nào cũng run theo ông thượng sĩ nhất mười xuống phòng khánh tiết để lãnh muỗng ăn cơm và nhận số quân nguyễn văn ấn số quân mười tám không không đồng văn ba mười tám một đinh phú bình 1802, tám hai trương trung cang 1803, tám ba trịnh tất cường 1804 tám bốn sau đó xuống nhà bàn ăn cơm rồi lãnh quân trang khi trở lên phòng nhiều đứa khóc vì nhớ nhà vì xa người thân tôi nhớ gia đình thì ít trái lại nhớ mấy con nhỏ hàng xóm nhỏ xíu của tôi thì nhiều và tôi cũng đã biết khóc mặc dù không biết cái gì đã làm tôi khóc sau ba tháng nghỉ hè các thiếu sinh quân ma cũ từ bốn phương lại trở về trường chúng tôi được xếp lớp theo trình độ học vấn. Tôi khai lớp đệ lục và được xếp vào lớp đệ lục A. Thằng nằm bên cạnh tôi là tiếng khói bây giờ. Đêm đầu tiên nghe nó khóc thúc thích, làm tôi cũng chạnh lòng và nhớ nhà vô kể. Đôi dép nhật mang từ nhà, tối ngủ để dưới giường, sáng mai không cánh mà bay. Lại thấy thằng Nguyễn Lợi, dân Huế, sau này đi khóa 23 thủ đức tỉnh bơ mang đôi dép của mình. Tôi đòi lại thì hắn gây với tôi. Thôi, nó ma cũ mình ma mới, bỏ qua cho rồi. Đó là kỷ niệm đáng nhớ ở lớp này. Sau đó, tôi được chuyển về lớp đệ lục D. Ở lớp này có thiếu sinh quân Trần Văn Toàn. Anh của thiếu sinh quân Trần Văn Thắng hiện ở tiểu bang Washington, nằm gần tôi là thiếu sinh quân Hoàng Dạng Xuân. Thằng này lùn nhưng dễ chịu. Ở phòng khác còn có Đào Nguyên Hùng, vào trường năm 1959. Anh học đệ thất và rất tốt với tôi. Sát bên là lớp đệ lục C, Pháp Văn, Toàn Ma Mới. Tôi nhớ nhất anh Lê Văn Tất, người ốm tông teo, lên xuống cầu thang chỉ có một mình vì đặc biệt nên dễ nhớ. Hôm đại hội thiếu sinh quân ở bên Texas, nghe nói có Lê Văn Tất ở Úc Châu qua. Tôi chạy đi tìm. Sau hơn 40 năm gặp lại anh, qua ít phút ngỡ ngàng, tôi cố tìm lại trong tiềm thức của mình. Anh thay đổi nhiều quá. trán hói, người mập ra. Giọng nói không thay đổi, nhưng lời nói thì nhiều lý lẽ hơn. Xứng đáng là con chim hay con guru đầu đàn, đại diện cựu thiếu sinh quân ở Úc Lớp này còn có Nguyễn Văn Tấn, Dân Huế, Bùi Văn Nguyện, Nam Kỳ. Rồi cũng có ngày rời tổ ấm, bay đi khắp bốn phương trời. Phạm Mỹ Thịnh, Rẹp, chưa tới tuổi ra trường, cũng theo tôi xin ra trường và đi biệt động quân. Nhờ vậy mà nó lấy được cô vợ đẹp, chung thủy như bây giờ tôi về tiểu đoàn năm nhảy dù vào tháng 5 năm 1968 tháng của đợt hai tổng công kích diệt cộng đã thua thảm hại và mất tinh thần thấy rõ chúng tôi chỉ lục soát xung quanh xã nhị bình tân thế hiệp giường măng bảy mẫu thuộc quận hóc môn và lái thiêu hôm ấy toán kích đêm bắn bị thương một thằng du kích diệt cộng tội nghiệp tên du kích diệt cộng ốm đói gầy trơ xương mặt xanh như tạo lá lần đầu tiên trông thấy một thằng diệt cộng tôi cũng ớn lạnh anh Quân cựu thiếu sinh quân đại quý đại đội trưởng nói vậy mà mày cũng là thiếu sinh quân tôi nói nhìn thằng này tôi gớm quá anh tối đó tôi bảo hai người lính đào hầm và căng pông xô sát hầm anh Quân anh bảo Mày lại nằm gần thằng cố vấn Mỹ đi Tôi nói không Anh hỏi Ở trường mày làm cái gì Tôi nói Hai năm tiểu học Hai năm trung học Anh gật đầu nói Thôi mày giống tao rồi Sau năm 1969 Anh đổi về phủ thủ tướng Và lên thiếu tá Nếu không tôi nghĩ Anh chắc chắn sẽ mai này đều bước theo gương đàn anh thôi ở tiểu đoạn năm nhảy dù còn có bốn cựu thiếu sinh quân khác là Đào Nguyên Hùng vào trường năm 1959, trung sĩ nhất. Anh là người hào hoa, mê nhảy đầm. Gặp anh ở đại đội anh mừng lắm. Anh bước theo gương đàn anh năm 1970 trong một trận đánh giải tỏa quốc lộ 22 từ Tây Ninh đến căn cứ Thiện Ngôn. Cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Tấn, trung sĩ nhất, dân Huế buổi sáng trong lúc ra gỡ lựu đạn gài qua đêm, Diệt Cộng biết được thói quen này nên bò đến gần và đưa anh bước theo gương đàn anh năm 1969 ở Tả Ngạn, sông Dàm Cỏ Đông, Tây Ninh. Cựu thiếu sinh quân Vĩnh Chương mang máy cho ông đoàn trưởng, tiểu đoàn năm nhảy dù, bị trả về hải quân, coi như may mắn cựu thiếu sinh quân trung sĩ nhất Bùi Văn Nguyện vào trường năm 1961. Em của cựu thiếu sinh quân Bùi Văn Lại cũng bước theo gương đàn anh năm 1969 trong một trận đánh lớn ở Tây Ninh. Tiểu đoàn 1 nhảy dù có bốn cựu thiếu sinh quân, đại quý Jackie, Ngoạc, đại đội trưởng còn sống khỏe mạnh nhờ anh luôn may mắn trong các trận chiến lớn nhỏ cựu thiếu sinh quân đại quý phạm thái quá khóa 20 đà lạt tôi gặp anh lúc hai tiểu đoàn bàn giao vị trí ở giường cao su dầu tiếng anh là một đại đội trưởng khá đặc biệt đi hành quân đội mũ đỏ trong một trận đánh lớn suốt ba đêm mà việt cộng vượt biên giới cao miên tiến qua việt nam do bọn giao liên dẫn đường đánh xong rút về bên kia biên giới tối lại trở qua giao chiến anh quá bị pháo binh Mỹ bắn quá sát, mảnh đạn văng trúng, bể hàm. Ai cũng tưởng anh đã đi theo gương đàn anh, nhưng nhờ trực thăng tán thương kịp mà bây giờ anh có thêm một biệt danh khác là quá méo. Anh hiện ở tiểu bang Ca Sát. Cựu thiếu sinh quân, trung sĩ nhất Mai Tể. Anh vào thăm tôi lúc tôi còn học ở trường Bộ đồ qua dù và cái nón đỏ của anh đã lôi cuốn tôi ngày đêm. Khi tôi về nhảy dù mới biết anh lấy được một người vợ đẹp và giàu. Đến năm 1972 gặp lại anh trong một trận đánh ở Quảng Trị. Tôi thấy anh đã là sĩ quan trung đội trưởng. Rồi ít ngày sau, nghe tin anh đã bước theo gương đàn anh. Cựu thiếu sinh quân Trung Quý Quách Giang, đại đội trưởng tôi gặp anh trong trại tù ở Tuy Hòa, Phú Yên. Anh dáng người hơi to bề ngang, nhưng rất khỏe, giọng nói khàn khàn. Quê anh ở bang Mê Thuộc. Năm 1979, anh rủ tôi trốn trại cùng với thiếu tá Khôi bên biệt động quân và trung tá Cường bên lực lượng đặc biệt. Trong trại tù tôi làm nghề chặt cây rừng, có quyền đi sớm. Vì vậy, tôi phụ trách việc mang gạo cá khô và muối ra rừng chôn một tuần sau trong lúc đốn cây tôi bị thương ở chân nên không đi được ba người trốn vào bữa trưa thứ bảy tôi hồi hộp chờ đợi và mong cho họ thoát ba tuần lễ sau trại tập hợp tất cả tù nhân và yêu cầu lên án hành động trốn trại chỉ qua việc này tôi biết ba anh đã bị bắt lại nhưng không biết bị bắt ở đâu thôi. Không có mặt ba anh trốn trại, tù nhân tha hồ lên án, đa số là những thằng tù tiến bộ. Giết, giết, tử hình, chặt ra nhiều khúc để bón ruộng cho đồng lúa thêm xanh. Thằng này bị ám ảnh bài thơ tố hữu. Riêng tôi đang hồi hộp chờ đợi số phận của mình. Qua ngày hôm sau, ba người tù từ trên xe bị quăng xuống như quăng dài bao giải tụi vệ binh coi trại xúm lại cứ súng ak trở bán mà đập túi bụi nhảy dù biệt động quân lực lượng đặc biệt phối hợp trốn trại mà thân thể ba người tù mềm nhũng như cục bột thằng trại trưởng ra lệnh đào ba cái hầm xung quanh đắp vách bằng rơm trộn lẫn với đất sét tội nghiệp đám tù phải làm việc suốt đêm mà không ai dám mở miệng vì có ăn ten tù làm chung sau khi cầm ba người tù, chúng rải nước đường xung quanh để kiến bò vào, ăn những miếng thịt còn bê bết máu, nát nhừ trên thân thể họ. Có lẽ bom Mỹ rải trên đất Bắc, giết cả dòng họ nó, hay chúng nó không phải là người. Thế nên bọn quỷ đỏ lúc nào cũng thèm máu, thèm hành hạ thân xác đồng chủng, mới thỏa mãn thú tính chăng. Và một thời gian, chúng chuyển anh Khôi qua trại khác, cùm quách giang và anh cường chung trời tháng bảy nắng đổ lửa cái nắng hừng hực đốt cháy da người không một làn gió thổi cỏ cây héo úa thằng diệt cộng hút thuốc quăng xuống chỗ hai anh bị cùm thế là lửa bốc cháy tù chảy ra chữa cháy tên diệt cộng bắn chỉ thiên bảo vào trong nhà giờ thì tiếng la hét của hai anh không còn nữa chung chở hai anh đi viện anh cường chết Quách Giang bị cưa hai chân. Tội nghiệp, một thời sông pha lửa đạn không được dễ dàng, lại mai này đều bước theo gương đàn anh. Tiểu đoàn 2 nhảy dù có cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Minh ra trường năm 1966, khóa 23 Đà Lạt. Anh về nhảy dù năm 1970, giữa lúc cuộc chiến đang lên đến đỉnh cao, cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề năm 1972, khi anh theo gương đàn anh tại mặt trận quản trị, anh đang là trung quý đại đội trưởng. Tội nghiệp nhất là người bạn gái cùng xóm, khóc hết nước mắt, xỉu lên xỉu xuống, bỏ thi tú tài luôn. Tiểu đoàn 3 nhảy dù có 3 cựu thiếu sinh quân là thiếu quý Võ Ngọc La, bị thương và giải ngũ năm 1972 anh lấy được bà vợ rất giàu có là tiệm giò chả phú hương nổi tiếng ở Tân Định, Sài Gòn. Có lẽ nhờ vậy mà anh thoát khỏi dòng đời nghiệt cả của những cựu thiếu sinh quân nhất định mai này đều bước theo gương đàn anh. Thượng sĩ Trần Nguyễn Lê vào trường năm 1959, theo gương đàn anh năm 1969 tại Tây Ninh. Trung sĩ Nguyễn Văn Phú vào trường năm 1959, ra trường năm 1963, về làm huấn luyện viên nhảy dù, đổi về tiểu đoàn 3, sau đó ra khỏi binh chủng. Tiểu đoàn 6 nhảy dù có lẽ vì ở hậu cứ Dũng Tàu lại gần trường mẹ, nên con số cựu thiếu sinh quân về tiểu đoàn này đông nhất và số cựu thiếu sinh quân mai này được bước theo gương đàn anh nhiều nhất so với các tiểu đoàn tác chiến và các tiểu đoàn trợ chiến của sư đoàn dù. Anh cựu thiếu sinh quân, đại tá Nguyễn Văn Minh đã rời tiểu đoàn 6 nhảy dù lâu rồi. Thiếu tá cựu thiếu sinh quân cung củ đậu hiện ở Cali. Đại quý cựu thiếu sinh quân Ngô Xuân Dĩnh lên thiếu tá trẻ nhất quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở mặt trận An Lộc năm 1972. Cựu thiếu sinh quân Quỳnh Văn Giào bị thương giải ngũ. Anh mất ở tiểu bang Georgia Đại quý cựu thiếu sinh quân Hứa Minh Châu vẫn còn sống. Trung sĩ Nguyễn nhớ ra khỏi binh chủng. Trung quý cựu thiếu sinh quân Nguyễn Phú Trung, biệt danh Trung đô, ở trường học CC2. Năm 1961 ra trường về tiểu đoàn này. Sau đó đổi về đại đội hai trinh sát. Tôi gặp anh ở Hạ Lào trước khi tôi bị thương. Khi đó, anh mới nhậm chức đại đội trưởng đại đội 2 trinh sát, thay thế người đại đội trưởng vừa chết. Và chưa được một tuần sau, anh đã bước theo gương đàn anh. Các chuẩn quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Giang Lục, chuẩn quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Minh Hải, chuẩn quý, cựu thiếu sinh quân Giao, đều bước theo gương đàn anh cùng với cựu thiếu sinh quân Đặng Đức Khải ở mặt trận biên giới Campuchia và Tây Ninh. Tháng 7 năm 1969, công trường 7 diệt Cộng tấn công tiểu đoàn 6 nhảy dù ở xóm Cây Chỏ, khu bến Cò Nổi dọc theo tả ngạn sông Giàm Cỏ Đông. Cựu thiếu sinh quân chuẩn quý Đặng Đức Khải vào trường năm 1962, thấy cây 12 ly 7 của diệt Cộng ngon ăn quá nên điều trung đội của mình nhào qua. Và anh đã bước theo gương đàn anh sớm nhất trong số những người ra chung khóa với tôi và về nhảy dù cùng một lượt đáng lý ra tôi không biết khải theo gương đàn anh sớm như vậy vì sáng đó tôi có hẹn đưa một người bạn gái đi dự thi tây con ở sài gòn thì có lệnh tôi phải qua nghĩa trang quân đội để tiễn biệt một sĩ quan nhảy dù chết trận qua đến nơi tôi thấy mẹ và em của khải đang cầm tấm hình của nó Tôi chỉ là trời ơi Rồi nước mắt tuôn trào Có lẽ nó biết tôi đang ở gần nó nhất Nên xui khiến tôi qua tiễn biệt nó chăng Cựu thiếu sinh quân Trung quý Lý Văn Phúc Khóa 23 Đà Lạt Bước theo gương đàn anh Mùa hè năm 1972 Tại Quảng Trị Tiểu đoàn 7 nhảy dù có thượng sĩ Cựu thiếu sinh quân Hồ Hiền Đại quý cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Mỹ chuẩn quý cựu thiếu sinh quân Trần Duy Dày, em của cựu thiếu sinh quân Trần Kim Thoa. Anh Nguyên là sĩ quan pháo binh nhảy dù, bị đưa về tiểu đoàn 7 nhảy dù. Sau đó, anh bị hạ lon xuống thượng sĩ nhất và trả về sư đoàn 25 bộ binh. Anh bị thương, liệt cả người vì mảnh pháo kích trúng xương sống ở căn cứ Thiện Ngôn, Tây Ninh. Trung quý cựu thiếu sinh quân Trần Thanh người Huế. Tiểu đoàn sợ Trần Thanh chết nên thuyên chuyển về tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù. Sau đó anh xin về nguyên quán. Trung quý cựu thiếu sinh quân Nguyễn Tùy Thời. Anh đi đánh giặc mà mang dây cà tha bùa miên quấn quanh người. Nên cũng giống như cựu thiếu sinh quân Trần Thanh được thuyên chuyển về tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù. Chuẩn quý cựu thiếu sinh quân Phước có biệt danh là Phước Cọp vì anh dữ hơn cọp bị lính bắn chết ở giường tao đàn sài gòn thượng sĩ cựu thiếu sinh quân nguyễn văn ấn nghìn tám trăm vào trường năm một nghìn chín trăm sáu mươi theo gương đàn anh lúc bò lên kéo xác đồng đội về trong một trận đánh ở biên giới campuchia tây ninh tiểu đoàn tám nhảy dù có chuẩn tướng cựu thiếu sinh quân trương quang ân sau đổi về sư đoàn hai mươi ba bộ binh rớt trực thăng chết cùng với phu nhân. Bà là người tri thức, đẹp, khó có ai qua được. Nữ quân nhân nhảy dù, nhiều sĩ quan theo bà. Trong đó có hai người, đặc biệt là cựu thiếu sinh quân Trương Quang Ân và mũ đỏ Ngô Quang Trưởng. Khi đại tá Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh nhảy dù hỏi bà chọn ai? Bà chọn ông anh của chúng ta và đám cưới. Anh là cựu thiếu sinh quân cấp tướng, bước theo gương đàn anh sớm nhất trong hàng ngũ cựu thiếu sinh quân. Thiếu tá cựu thiếu sinh quân Trần Toán mất ở tiểu bang Texas. Trung quý cựu thiếu sinh quân Phan Quang Thương hiện ở Hoa Kỳ. Thiếu quý cựu thiếu sinh quân Đinh Quyết Chiến vào trường năm 1961 hiện định cư tại Canada. Trung sĩ cựu thiếu sinh quân Quỳnh Ngọc Xiến, anh của cựu thiếu sinh quân Quỳnh Ngọc Thế hiện ở Việt Nam. Đại quý, cựu thiếu sinh quân Võ Thế Hùng, một đại đội trưởng trẻ, đánh giặc rất lì, gặp giặc là xung phong. Hôm tôi gặp nó đang học khóa 1 trên 68 ở Quang Trung. Tôi có nói với nó đừng về nhảy dù, dễ mà mai này đều bước theo gương đàn anh lắm. Cuối cùng cũng gặp lại nó ở tiểu đoàn 8 nhảy dù. Nó bị thương rất nặng đuôi một con mắt mảnh đạn pháo kích ghim vào ốc và cuối cùng theo gương đàn anh ở tiểu bang georgia nhờ anh cựu thiếu sinh quân quỳnh văn giào và một số cựu thiếu sinh quân khác lo đám tang dùm chuẩn quý cựu thiếu sinh quân hoàng minh lành theo gương đàn anh lúc lên giải tỏa căn cứ lõm ở tỉnh tây ninh tiểu đoàn chính nhảy dù có trung quý cựu thiếu sinh quân tô phương năng khóa 23 Đà Lạt, sinh ra khỏi binh chủng và theo học ngành công binh. Thiếu quý, cựu thiếu sinh quân, mạc đạm, sau khi về võ đường Tây Quân Đô của sư đoàn nhảy dù. Cựu thiếu sinh quân mạc bìa, em của cựu thiếu sinh quân mạc đạm, hai anh em hiện ở Hoa Kỳ. Trung quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Minh Trực, sau đổi về truyền tin của sư đoàn, ở lại với đại quý cựu thiếu sinh quân Vũ Xu Đình, hiện ở tiểu bang Cali. Tiểu đoàn 11 nhảy dù có đại quý cựu thiếu sinh quân Mai Ngọc Long và đại quý cựu thiếu sinh quân Đỗ Ngọc Nui khóa 20 Đà Lạt. Anh là đại đội trưởng xuất sắc luôn tiến bước theo gương đàn anh, nhưng đàn anh chưa nhận thì anh bị rắc rối trong vụ bắn chết hai quân cảnh Mỹ đòi xét giấy tờ của nhảy dù trên ba tháp nhà ở đường Trần Hưng Đạo Sài Gòn. Sau đó anh bị giam ở quân lao và ra khỏi binh chủng. Thiếu quý, cựu thiếu sinh quân Võ Kim Điền, trước ở biệt động quân, tiểu đoàn sợ anh chết trận nên thuyên chuyển anh về tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù. Trung quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Tĩnh, cùng lớp pháp văn với cựu thiếu sinh quân Hồ Ngọc Hiệp. Tôi gặp anh lúc anh đang làm đại đội trưởng nhưng bỏ đơn vị đóng quân ra một làng nhỏ thuộc quận Đức Hòa, chơi và anh bị mất chức. Sau đó không gặp anh nữa. Tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù có Trung Quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Thảo, con của ông Nguyễn Văn Phấn phục vụ ở trường. Năm 1971, diệt cộng quyết liệt Tiêu diệt một tiểu đoàn nhảy dù đang lên giải tỏa căn cứ 6 ở Đắk Tô thuộc tỉnh Pleiku mà anh là sĩ quan tiền sát viên. Anh bị thương rất nặng nhưng cũng chưa kịp bước theo gương đàn anh. Trung Quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Thế Hội, tục danh ở trường là Hội Ghẻ, hiện ở tiểu bang Washington. Năm 1973, anh là sĩ quan chỉ huy tiền trạm của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù anh rủ tôi ra Huế chơi. Lúc đó tôi đang làm pháo đội trưởng. Hai đứa bỏ đơn vị đi chơi một ngày một đêm. May mắn trong đêm việc cộng không có quấy rối. Trung quý, cựu thiếu sinh quân Nguyễn Tùy Thời, người hùng diệt tăng. Khi anh đi tiền sát viên năm 1972, tiểu đoàn này còn hai hạ sĩ quan mà tôi quên mất tên. Tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù có đại quý cựu thiếu sinh quân Hồng Ngọc Đoàn, 1862, pháo đội trưởng pháo đội B2 nhảy dù, bị thương ở Hạ Lào, suýt theo gương đàn anh, trung sĩ nhất Phạm Văn Hợp, hiện ở Úc Châu, trung sĩ cựu thiếu sinh quân Nguyễn Văn Điển, anh là người đầu tiên tôi đề nghị thăng cấp đặc cách tại mặt trận, nhưng sau đó anh đào ngủ. Đại quý, cựu thiếu sinh quân Hoàng Văn Thái về pháo binh, sau đó đổi về phòng 3 của sư đoàn. Tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù có đại quý Võ Kim Điền, Trung quý Vũ Đức Nhuận, Trung quý Vũ Văn Khải Hổ. Trong trận An Lộc năm 1972, anh lãnh nguyên một quả đạn 81 ly, banh ruột trước khi hô xung phong. Anh được đặt cách thăng đại quý lúc anh vừa được 23 tuổi vết thương của anh rất nặng. Cũng may anh là cựu thiếu sinh quân chuyên ăn hiền ở lành và thằng bay lệch cũng là cựu thiếu sinh quân nên nó gồng mình đáp xuống giữa lúc pháo và súng cối của diệt cộng bắn ngập dùng. Anh được tải thương đưa về bệnh viện điều trị và về phục vụ tại tiểu khu kiến phong. ở trung tâm huấn luyện nhảy dù có đại quý cựu thiếu sinh quân nguyễn minh tâm anh của cựu thiếu sinh quân nguyễn minh thiện có cựu thiếu sinh quân Bùi Văn Lại, anh của cựu thiếu sinh quân Bùi Văn Nguyện, đã tử trận ở tiểu đoàn 5 nhảy dù. Thiếu tá cựu thiếu sinh quân Dương Mộng Hồng, khóa 14 Đà Lạt, trong lúc bay trực thăng quan sát chiến trường, bị diệt cộng bắn rớt, và anh đã theo gương đàn anh khoảng năm 1964. Đại quý cựu thiếu sinh quân Vũ Xu Đình, phòng truyền tin sư đoàn, hiện ở Cali hầu như tất cả các quân nhân chiến đấu trong binh chủng nhảy dù không ai tránh khỏi bị thương hay chết nếu bị thương mà không còn nhảy dù được anh sẽ là người may mắn hơn mọi người được ra phục vụ bất cứ đơn vị bộ binh nào mà anh muốn đó là điều đau khổ cho những người yêu chiếc nón đỏ và bộ đồ qua. ở đơn vị này nếu anh có một lần sợ súng ak bắn trúng trong trận xung phong đầu tiên tốt nhất anh nên xin ra khỏi binh chủng dù về địa phương quân ăn dỗ sướng hơn. Tôi lần đầu mới ra trường ở giới cựu thiếu sinh quân, đại quý quân, tiểu đoàn năm nhảy dù, không sợ súng AK nó bắn nhưng lại sợ thằng Diệt Cộng xanh như tàu lá chuối. Sau trận đó, tôi như người điếc, không nghe tiếng súng và thời gian ở pháo đội, Diệt Cộng mới vừa pháo kích, tôi đã là người đầu tiên có mặt bên ngoài. Nói thế để các cựu thiếu sinh quân biết Làm chỉ huy ở nhảy dù rất khó Nhiều cựu thiếu sinh quân của chúng ta Cũng vì lý do này mà đã sớm bước theo gương đàn anh Từ năm 1973 cho đến ngày mất nước Không có một cựu thiếu sinh quân nào Tình nguyện về nhảy dù nữa Âu đó cũng là cơ may cho trường mẹ Vẫn còn nhiều cựu thiếu sinh quân sống đến ngày nay Hôm nay ôm lại những ngày tháng cũ hơn 40 năm trước. Không sao tránh khỏi thiếu sót. Rất mong các cựu thiếu sinh quân thông cảm cho tuổi già chồng chất, trí nhớ không còn minh mẫn nữa. Viết lên đây để cùng nhau nghiêng mình, tưởng niệm các cựu thiếu sinh quân trong binh chủng nhảy dù đã anh dũng hy sinh, đền nở nước tại các chiến trường. Những cựu thiếu sinh quân đã nằm xuống, tất cả còn độc thân còn quá trẻ, chỉ biết tiếng, không biết lùi, dù phải hy sinh thân xác. Các cựu thiếu sinh quân ở binh chủng nhảy dù đã thực hiện được mộng ước của mình. Mai này đều bước theo gương đàn anh. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị đã vừa nghe xong bài viết Mai này đều bước theo gương đàn anh của tác giả Hồng Ngọc Đoàn xin chân thành cảm ơn tác giả và cũng cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi bài viết này xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở bài viết tiếp theo cùng với kênh nam hòa